liệu Tô Chủ tịch và Bộ Công an có để cho Lê Minh Hưng được yên hay không. Ngay trong ngày đặc biệt đầu tiên của Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 73, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương, nhân vật số 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ động xin thôi chức trước những cáo buộc liên quan đến tham nhũng. Sau khi bà Mai từ chức, số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 chỉ còn lại có 12 người so với con số 18 sau Đại hội 13 vào đầu năm 2021. Đây là sự khủng hoảng nhân sự cấp cao lớn nhất trong lịch sử 94 năm hoạt động của Đảng. Tổng Trọng trên tư cách trưởng tiểu ban nhân sự các kỳ đại hội Đảng là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước những vấn đề về nhân sự tệ hại như vậy. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 trên tổng số 6 ghế ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 còn đang bỏ trống, bao gồm ông Lê Minh Hưng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, ông Đỗ Văn Chiến và bà Bùi Thị Minh Hoài. Theo đài BBC, ngoài việc đưa bầu vào Bộ Chính trị, nhóm những nhân vật quyền lực nhất, ông Lê Minh Hưng đã được cử thay cho bà Trương Thị Mai đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức Trung ương. Ông Hưng, 54 tuổi, quê tại Hà Tĩnh, là ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13, đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa 15. Trước khi vào Bộ Chính trị, ông Hưng là chánh văn phòng Trung ương Đảng. Ông được cho rằng là một nhân vật thân cận với Tổng Trọng và là thành viên của Ban Bí thư. Được biết, ông Lê Minh Hưng từng có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, từng là thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn từ 2016 cho đến năm 2020. Đáng chú ý, khi vụ án Vạn Thịnh Pháp và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã được đưa ra sơ thẩm, công luận đã có những câu hỏi về trách nhiệm quản lý của Ngân hàng Nhà nước đối với thống đốc Lê Minh Hưng. Bởi giai đoạn ông Hưng làm thống đốc đã xảy ra những sai phạm rất nghiêm trọng của bà Trương Mỹ Lan tại Ngân hàng SCB. Theo đánh giá của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, vụ án Vạn Thịnh Pháp và bà Trương Mỹ Lan là vụ án tham nhũng, lũng đoạn nhà nước lớn chưa từng thấy, đã gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng. Trước khi tòa tuyên án vụ Vạn Thịnh Pháp, một nhà quan sát chính trị từ Việt Nam đã nói với đài BBC rằng: "Tôi nghĩ ông Lê Minh Hưng nên có trách nhiệm vì đã không ngăn chặn được vấn đề, dù không phải là người mở màn cho sai phạm, nhưng tôi chắc rằng ông ấy phải nhận thấy vấn đề và lẽ ra phải ngăn chặn nó." Theo báo Tuổi Trẻ, bị cáo Đỗ Thị Nhàn do nhận khoảng tiền 5,2 triệu đô la và sau đó đã hướng dẫn ban lãnh đạo ngân hàng SCB xóa dấu vết về các sai phạm cho vay và đã bỏ qua không xử lý nhiều sai phạm của ngân hàng này. Theo giới quan sát, với số tiền 5,2 triệu đô la nhận hối lộ, không chỉ một mình bà Nhàn hưởng mà chắc chắn bà phải chia chác cho nhiều người khác, kể cả lãnh đạo cấp cao nhất là thống đốc ngân hàng nhà nước. Đó là lý do vì sao sau khi phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Pháp và ngân hàng SCB với bản án tử hình cho bà trùm mạng xã hội, đã có nhiều ý kiến cho rằng ông Lê Minh Hưng đã nóng đít và Tổng Trọng không yên, hay Tổng Trọng sẵn sàng mất hàng trăm triệu tỷ cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt để cứu Lê Minh Hưng, vân vân. Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 vào tháng 10 năm 2023, đương kim Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ lúc đó, nguyên là Tổng Giám đốc Việt Tiên Băng đã bị xử lý kỷ luật với cáo buộc có 3.000 tỷ đồng tiền gửi trong ngân hàng, kể cả cổ phiếu đầu tư thì tổng tài sản lên tới 4.000 tỷ đồng. Nguồn tin hành lang còn tiết lộ Lê Đức Thọ phân bua rằng ông ta bị các đồng chí trong đảng đánh hội đồng. Ông làm sao giàu bằng Lê Minh Hưng, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện là chánh văn phòng của Trung Đảng, một nhân vật thân tín và là tay hòm chìa khóa của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng ngay từ đầu việc Bộ Chính trị thống nhất cho dừng điều tra vụ án Vạn Thịnh Pháp lên cấp cao hơn theo yêu cầu của Tổng Trọng với mục đích cứu Lê Minh Hưng, một nhân vật được ông Trọng tin tưởng nhất mực. Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Pháp, Cục Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tham nhũng, kinh tế buôn lậu và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm của các bên có liên quan. Do đó, nếu Chủ tịch nước Tô Lâm vẫn bí mật điều hành Bộ Công an và các chân rết của mình, thì có lẽ Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cũng khó có thể được an toàn. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin liệu Tô Chủ tịch và Bộ Công an có để cho Lê Minh Hưng được yên hay không?
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao Tổng Trọng và lãnh đạo Việt Nam đang rất lo ngại khi Tô Chủ tịch lên chức Tổng Bí thư? Chủ tịch nước, cựu Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm đã bước vào các hoạt động chính thức trong vai trò nhân vật số 2 trong tứ trụ. Tuy nhiên, tân Bộ trưởng Bộ Công an, người sẽ thay thế cho ông Tô Lâm là ai, vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Theo giới quan sát quốc tế, ông Nguyễn Phú Trọng và số đông các lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian gần đây hết sức ngần ngại trước viễn cảnh cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lên chức Tổng Bí thư, vì họ sợ ông Tô Lâm có thể phá nát đảng. Tại sao họ lại nghĩ xấu cho tân Chủ tịch nước Tô Lâm đến như vậy là câu hỏi mà dư luận đặt ra. Công luận thì cho rằng trong quá khứ, ông Tô Lâm có mối quan hệ khá thân thiết với cựu Thủ tướng hai nhiệm kỳ là ông Nguyễn Tấn Dũng, đối thủ chính trị của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ trưởng Công an trước đây từng là thư ký riêng của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cố vấn an ninh và tôn giáo, một nhân vật thân cận với ông bà Dũng. Dường như sau đại hội đảng lần thứ 12, với sự hỗ trợ của Bắc Kinh, ông Nguyễn Phú Trọng đã đảo ngược được tình thế để chiến thắng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đẩy ông bà Dũng về vườn để làm người tử tế. Kể từ đó, quyền lực của ông Tổng Trọng đã tăng lên nhanh chóng. Giới phân tích đánh giá, Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ là cái bóng của Tổng Bí thư Trọng. Những gì ông Trọng nói, các ủy viên Trung ương xem như nghị quyết, và vấn đề gì ông Trọng viết thì họ cũng tuyên truyền thổi phồng thành kim chỉ nam, giống như Kim Jong-un ở Bắc Triều Tiên vậy. Tất cả các đối thủ chính trị, vốn là đàn em của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lần lượt bị đưa lên đoạn đầu đài. Điển hình là ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng. Nhưng trong cái rủi đó, Bộ trưởng Tô Lâm lại có cái may. Theo đó, để truy tố được Đinh La Thăng thì cần phải bắt được Trịnh Xuân Thanh. Xong lúc đó, Trịnh Xuân Thanh đã nhanh chân cao chạy xa bay sang Berlin, thủ đô nước Đức để mà xin tị nạn chính trị. Lập tức Tô Lâm tình nguyện điệu Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam để lấy lòng Tổng Trọng và đã thành công. Với chiến công oanh liệt này, Tô Lâm được Tổng Trọng tin dùng và nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực của ông Trọng trong mọi công việc để mà trừng phạt các quan chức cấp dưới. Đó là lý do vì sao giáo sư Abuja từ Hoa Kỳ đã nhận định như sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao cho ông Tô Lâm quá nhiều quyền lực để chống tham nhũng, và có thời điểm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không còn là thể kiểm soát được quyền lực của Tô Đại tướng. Trong lúc có những đồn đoán cho rằng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có những thỏa thuận ngầm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đảm bảo sự an toàn cho Ba Dũng sau khi nghỉ hưu. Việc hai cậu con trai của Ba Dũng là Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng Xây dựng và Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vẫn tiếp tục thăng tiến là một minh chứng cho điều vừa kể trên. Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể khẳng định ông Ba Dũng vô can trong cuộc chiến vương quyền ở thượng tầng vừa qua với sự nổi loạn của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Trong vụ án Đại tá Nguyễn Duy Linh, cựu Phó Tổng trưởng Tổng cục Tình báo của Bộ Công an Việt Nam, là con trai tướng Hưởng bị truy tố và cáo buộc nhận hối lộ của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, tới 5 triệu đô la. Đã có nhiều bằng chứng cho thấy ông Tô Lâm, trong vai trò là Bộ trưởng Bộ Công an, đã tham gia chỉ đạo để cơ quan điều tra của Bộ Công an làm sai lệch hồ sơ của vụ án nhằm chạy tội cho Đại tá Linh. Việc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quyết định trả lại hồ sơ của vụ án, yêu cầu Bộ Công an phải tiến hành điều tra lại theo yêu cầu từ Văn phòng Tổng Bí thư đã cho thấy ông Trọng nắm rất chắc nội tình của Bộ Công an. Nhưng vào thời điểm đó, Bộ trưởng Tô Lâm vẫn còn có giá trị sử dụng, nên sau khi hoàn tất hồ sơ, vụ án Nguyễn Duy Linh được đưa ra xét xử. Theo đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Duy Linh 14 năm tù về tội nhận hối lộ, với số tiền chỉ còn có 500.000 đô la. Vào thời điểm đó, theo giới thạo tin, ông Tô Lâm đã giúp con trai của tướng Hưởng giảm bớt số tiền nhận hối lộ xuống chỉ còn có 10% để giảm nhẹ hình phạt tù. Quan trọng hơn, số tiền nhận hối lộ chênh lệch hơn 4 triệu đô la không bị thu hồi là một thắng lợi rất lớn. Với bản án 14 năm tù, Nguyễn Duy Linh sẽ thụ án khoảng nửa thời gian, tức là 7 năm, rồi sẽ ra tù với số tiền nhiều triệu đô la.
có lẽ là giấc mơ của không ít người. Cũng xin đừng quên, gần đây tướng Hưởng đã bị mạng xã hội cáo buộc là người đứng sau chỉ đạo sự nổi loạn của Bộ Công an và Bộ trưởng Tô Lâm trên danh nghĩa kế hoạch ván bài lật ngửa của Bộ Công an, hay cuộc đảo chính không tiếng súng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao Tổng Trọng và lãnh đạo Việt Nam rất lo ngại Tô Chủ tịch lên chức Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.